Thưa quý vị, nhằm thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Công an thành phố Rạch Giá đã xây dựng kế hoạch tổ chức lực lượng với trên 50 cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ tại 4 chốt kiểm soát nơi các tuyến đường cửa ngõ ra vào của thành phố Rạch Giá. Theo đó, 4 chốt kiểm soát được thành lập trên các tuyến giao thông cửa ngõ gồm chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 điểm Cầu Hoàng, điểm bến xe khách tỉnh Kiên Giang, phường Chỉnh Lợi, điểm cầu số 2, phường Chỉnh Quang và điểm tuyến tránh cầu Dành Đai, phường Chỉnh Hiệp. Tại mỗi chốt kiểm soát được bố trí từ 8 đến 10 cán bộ chiến sĩ cùng với các lực lượng đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ và ban bảo vệ dân phố. Lực lượng này được chia 3 ca làm nhiệm vụ 24/24 giờ hàng ngày. Các chốt đã tổ chức chốt chặn, kiểm tra người và phương tiện giao thông qua lại trên các tuyến đường theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, xã cách ly với xã, phường cách ly với phường, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc di chuyển của người dân trong thời gian cao điểm phòng chống dịch.